Thưa quý vị, những năm qua, với sự tập trung đầu tư của thành phố trong việc phát triển cơ sở hạ tầng về phía Tây Đà Nẵng, quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Hòa Vang diễn ra mạnh mẽ, chiếm hơn 2/3 tổng các dự án trên địa bàn thành phố, với nhiều dự án trọng điểm. Theo đó, bằng nhiều phương thức đồng bộ, huyện Hòa Vang đã thực hiện có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân, bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm, qua đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nên các dự án cơ bản triển khai đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như thành phố. Huyện Hòa Vang hiện có hơn 250 dự án lớn nhỏ đang triển khai trên địa bàn 11 xã của huyện với 68 dự án trọng điểm động lực của thành phố. Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang xác định công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Thì trên tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy hết sức rõ ràng, cụ thể, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, trong đó có mặt trận các đoàn thể và cuộc quyết liệt để là triển khai tất cả các dự án trên địa bàn, làm sao các dự án được triển khai nhanh chóng mà không để được kéo dài. Theo đó, Huyện ủy Hòa Vang đã công khai tuyên truyền với người dân về các dự án, tăng cường kiểm tra giám sát, khảo sát, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác dân vận, tiếp dân giải quyết đơn thư, những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho hộ gia đình, cán dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, nhân rộng và biểu dương các mô hình tiêu biểu của địa phương. Các đồng chí ở bên ủy ban thường xuyên bám sát địa bàn, vừa nắm rõ chủ trương, chính sách, đồng thời cũng là người trực tiếp vận động bà con để người ta hiểu được chủ trương chính sách để người ta thực hiện bàn giao mặt bằng. Cũng đánh giá rất cao cái đội ngũ chính quyền ở cấp cơ sở rất là vất vả, thì chính vì thế mà các dự án trên địa bàn trên cơ bản đã đảm bảo các tiến độ. Với dự án đường TH2 đi qua hai xã Hòa Dương và Hòa Sơn có 1.212 trên 1.219 hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Dự án đường DT-601 đi qua 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc có 820 trên 931 hồ sơ bàn giao mặt bằng. Dự án đường Vành Đai phía Tây 2 có 83 trên 84 hồ sơ bàn giao mặt bằng. Tại buổi làm việc với Huyện ủy Hòa Vang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm của thành phố, đoàn giám sát của Ban Dân vận Thành ủy đã ghi nhận đánh giá cao cả hệ thống chính trị của huyện Hòa Vang nỗ lực triển khai thực hiện, đồng thời đề nghị triển khai một số công việc thiết yếu để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Phương án đền bù tái định cư, cái này là cái quan trọng. Cái thứ hai mà yêu cầu hội đồng giải phóng mặt bằng là phải thật chắc, phải thật kỹ, phải đi vào thực tế, chứ không có kiểu lòm lai bơ được. Cái này là rất quan trọng, bởi vì cái này ảnh hưởng trực tiếp tới người dân mà. Việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng góp phần triển khai các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ, từ đó làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn địa phương. Hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, phát triển thương mại, dịch vụ. Quá trình đô thị hóa tạo nên sức chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động, chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng cao.